Hàn Quốc đã bắt đầu đưa ra các thống kê thiệt hại về người và của trong đợt mưa lớn trong tuần qua. Hơn 8.000 tài sản các loại thuộc sở hữu công và tư nhân trên cả nước đã bị thiệt hại. Tính đến tối qua, 47 người xác nhận đã thiệt mạng và 3 người vẫn còn mất tích. Theo Trung tâm Ứng phó Thảm họa và Đảm bảo An toàn Hàn Quốc, gần 1.400 ngôi nhà đã bị ngập trong nước lũ. Khoảng 34.000 hecta đất nông nghiệp, tương đương hơn một nửa diện tích của thành phố Seoul, đã bị ngập nước, trong khi 825.000 vật nuôi bị chết trong đợt mưa lớn này. Nhà chức trách lo ngại thiệt hại có thể tăng khi hầu hết các vùng trên cả nước vẫn có thể hứng chịu gió mạnh và mưa lớn kéo dài đến ngày mai. Trong khi đó, chính quyền Hy Lạp đang phải nỗ lực đối phó với thảm họa cháy rừng. Trong ngày hôm qua, thì có thêm 2.000 người dân đã được sơ tán vào đất liền từ đảo Rhodes, nơi đám cháy nghiêm trọng vẫn chưa được kiểm soát và đe dọa nhiều khu vực trong suốt 5 ngày qua. 30 tàu cá nhân đã được lai dắt vào bờ thành công để sơ tán người trên đảo. Tổng cộng khoảng 30.000 người đã được đưa vào đất liền trong những ngày qua. Đám cháy trên đảo Rhodes khởi phát từ một ngọn núi ở trung tâm đảo. Lực lượng chức năng đã điều động 5 máy bay trực thăng và 173 lính cứu hỏa tới xử lý tình hình. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi khiến công tác này gặp khá nhiều khó khăn.